cầu Phú Sơn 2 cho mọi người, quẹo xuống đây đi câu cá, câu ra bao nhiêu bà kè câu cá ha. Đó. Để hẳn cái đường này ra tới bà kè cái mình sẽ chiến ha mọi người. Có cá chép nhiều lắm à, không biết có cá chép hay không, mình để ra ngoài đây để mình trải nghiệm thử nha mọi người. Hello. Đâu vậy ạ? Đó, dính rồi. Lụm. Nó ra rồi, dính cá rồi hả? Cá không dài? Nhìn nó biết, nhồi đánh bài luôn. Thấy nhồi đánh bài biết rồi. Thấy nhồi đánh bài biết. Trời ơi, cục mồi nó lệ luôn. Nè mấy con rồi? Con cá đấy hả? Ừ, con cá này nó này đem về nuôi được á. Cái chép mà. Sống mà em vọng hỏi nó là bụng rồi. Đẹp kìa ha. Có con bự nữa. Mà em đâu đâu mấy con á. Về cho bà kia. Bụng trứng. Trời ơi, giờ mình xuống mồi luôn. Kìa. Mồi luôn. Mồi này nè. Bữa ra đây quá trời người câu luôn, không câu luôn. Ở đây thấy ra 7 người á. Câu bích luôn á. Không có chỗ câu luôn. Cái về luôn. Sao gắn một chị ngược kỳ vậy? Cái gì? Gắn một chị ngược. Chứ gắn sao vậy? Tại gắn cái mỏ nhỏ nó nằm trên để mình kéo cho đừng cạn nước chứ. Gắn cái đó cạn nước sao kéo nặng tịch. Thôi giờ ra lấy lấy cần vô làm dài xuống hai cần thử có cá không nha. Hai cần quỳnh thoại. Ra tiếp tục một hồi mình xuống mồi mình quay tiếp nha mọi người. Cầu Phú Sơn nhìn xuống bãi này thấy nha anh em. Thấy câu cá chép nhiều lắm ha. Nãy giờ xuống hai cần. Cần một cần, cái cần xanh đó. Tí câu cá không nha. Phải im mát mẻ. Rồi, đã ơi, chưa cá. Dính không? Chưa ăn gì giật lẹ quá mà. Đừng có gấp. Để cho nó ăn luôn đi. Thua luôn. Ôi. Mới ghẻ nhỏ cái đầu ba giật liền. Chạy. Ở khách đây. Rồi. Vừa lắm. Rồi, bỏ luôn. Vừa cái nư đó. Cái chép mất tiêu luôn rồi. Ghê vậy. Dính không? Lâu ghê hả? Nhẹ thôi cá chép nó đứt. Rồi cách đây rồi, cách đây. Rồi vô. Ôi giật dữ hả? Trời, những cái chép đúng bự luôn á. Trời ơi, xu luôn. Đang à.
nè anh nha. Dính rồi. Dính không? Dính. Cá nghe anh em, cá bự á. Ơi giỡn nha. Giờ ổng mới thay nho cái là lụm liền. Chạy vô ghê không? Tới đây phải nương á. Chạy vô ghê. Cá chép nha anh em. Lắm lắm lắm. Cá chép nha. Chép, cá chép, cá chép. Ok. Ok ha. Nè nè. Rồi tiếp tục. Tiếp tục nha anh em. Một em cá chép. Dễ rồi bắt. Đâu tiêu rồi. Dĩa không. Tiêu luôn rồi. Hả? Nặng không? Nặng không, nặng không? Cái gì, cái gì? Ủa cá chép bự. Được nha, được nha. Phải dừng sức. Lẹ lắm. Ô dữ dằn. Ồ dạ. Cái này ba lạng không? Cỡ đó. Bự mà phải không? Bự rồi. Con này được. Dữ. Ai nhìn gì? Mất tiêu luôn rồi. Đầu là ghẻ không? Tầm lắm nha. Dính rồi, dính rồi. Cá Vũ ơi. Cá chạy vô nữa Vũ ơi. Ôi. Chép nữa rồi. Chép nữa anh em. Chép không. Đó là chép nè anh em. Vô. Chép nữa nha. À, giờ chuẩn bị là cá ăn rồi đó. Cách thì sớm quá. Cá ăn rồi đó Duy ơi. Cách thì sớm quá. Đó. Cá nè nè. Tiếp tục. Cái này câu cá chép nha anh em. Cá chép thì ở đây thì nhiều lắm nha. Câu mồi cám. Thì ở đây là cái chỗ cầu Phú Xuân nhìn xuống nè. Ở đầu clip mình có chỉ đường vô á, mình có quay clip mà để chạy cái hướng nào vô đây á, thì anh em nào có muốn đến đây câu thì tua về đầu video nha. Ngay cầu Phú Xuân, ngay chân cầu luôn. Nãy giờ cũng lên cũng được 3-4 cá chép, cá cũng trọng trọng anh em. Đây có cá bự rồi, lâu lâu hên có dính cá bự ha. Rồi bây giờ thì tiếp tục đợi một hồi nó có cá thì mình sẽ quay tiếp nha nè. Đó nè. Từng mới đá nữa anh em, đợi một hồi nữa đi, nó đá nữa mình bắt nha. Cần xanh á. Cần xanh xanh dương nha anh em. Mới đá cạch hai cái rồi đó. Mình cắt nó ghẻ, khi nào mà nó ăn mà nó quýu quýu đọt luôn mình mới bắt nó anh em chứ. Nó đá cần chắc là nó đang ghẻ. Đó, từ bên kia nó đá nữa kìa. Hai gần anh em. Thử gần nào ăn trước nè. Hai gần đều đá hết luôn ạ. Giờ là... Đó. Đá không anh em. Hai gần... Gần nào cũng đá cạch. Bỏ luôn.
rùa. Vô mày. Rùa. Hết nó định cho nó chìm cái ba. Rùa ăn ba ba. Rùa. Đó nó vô kìa. Đó nó đem về nuôi ngon á. Con này nuôi được. Nhưng mà nó thấy đường, nó thấy đi không dám vô đâu. Vô chứ. Mà. Không có lại em thường nó dữ. Đó đó đó. Đó đó, vô rồi đó. Yes. Rồi lụm. Tiêu rồi, tiêu rồi, té nè. Múc đổ nước cái bếp, đổ nước cái bếp. Vậy à. Rồi. Mày nghiệp mày thả đi. Trời ơi, đậu xanh mới vô hình hả? Rồi anh em ơi. Xanh 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 nhỏ bên kia nha. Biếu biếu rồi đó. Đây ăn cá ăn liên tục à. Nước giờ cái ăn liên tục rồi. Mới đá cái mất tiêu nữa rồi. Tiêu rồi. Thôi tắt tắt tắt. Thôi giờ chiều anh em ơi, bây giờ cuốn cần dài thôi, hết hết ăn rồi. Cá nãy giờ em ru nãy giờ cũng lâu lắm mày không ăn gì hết trơn. Ok ha, bây giờ mình sẽ cuốn cần rồi mình báo cá cho anh em xem ha. Ok anh em. Thôi về quả cá nha, hôm nay được nhiều cá đây nha. Cái tép bự 4 con à. 4 con. Đó là bự nhất rồi. Ok. Thôi, về thôi. Thao lấy chưa?